vui không ạ? Nếu vui, Mỹ Linh xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa. Cảm ơn quý vị. Hi chị Helen, I'm seeing you there. Cảm ơn chị đã đến. Và kính thưa quý vị, sau đây Việt Entertainment sẽ đến với quý vị một màn múa có tên là Mùa Hoa Anh Đào. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Việt Entertainment.